giọng ca này cũng đến từ quê hương nhà, đó là giọng ca của bác sĩ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi á, lúc tôi lên là tự nhiên kéo con mày ra lú lên. Bữa nay là ngày vui của anh chị, em không có gì hơn có một cái thùng bia hơi to to, nhưng mà món quà cho em hơi nhỏ nhỏ. Chúc anh chị cho em hạnh phúc và sớm có em bé để cho em lên được chút chú. À, lúc đó mà đi lên á thì mời không chịu lên, mà lên là theo lên. Chân thành cảm ơn, tôi cũng nói dùng cho giải bàn số 5 đại diện những người bạn thân yêu của con dâu và chú rể cũng gửi tặng cho hai bạn trong ngày hạnh phúc trong năm hôm nay với món quà làm kỷ niệm. Rồi, đưa luôn. Rất thích cảm ơn giải bàn số 5 rất là nhiều. Xin dùng nhận cưới đó anh đeo, vòng nhận cưới đó em đeo. Đầu tựa vào nhau để rót chai rượu của mình đầu tiên trong ngày cưới hôm nay. Rượu đào anh rót em nâng, nửa say men rượu nửa say men tình, hai ta chung rót rượu đào kết duyên tình nghĩa vợ chồng từ đây. Nhưng hai người biết mà nụ hôn trong ngày cưới hôm nay là nụ hôn có tổ chức. Trước khi cô dâu hôn chú rể là chú rể hôn cô dâu là hôn môi không được hôn má. Mà trước khi chú rể hôn cô dâu không được né. Hôn luôn á. Đậu là đậu á, 2016 á. Hôn này hôn môi nha. Mà nếu mà tư thế chú rể ơi. 2:30, 3. Cho nó thấy cái nụ hôn nó tôn thôn phải không? Cái này là chú rể gửi cô dâu. Và cảm ơn tất cả anh chị và anh trẻ, chúng ta hãy hướng mắt lên bên trên để cho cô dâu và chú rể hôn nhau. Nụ hôn này là nụ hôn có tổ chức nên cô dâu chú rể phải hết sức tự nhiên, kéo dài 15-20 phút luôn. Chứng kiến các anh chị bạn ơi. 1, 2, 3. Được chưa? Quá được. Cái trước là chú rể gửi cô dâu, mà cái này trong ngày cưới hôm nay rất là nhiều. Và xin chúc mong các anh chị bạn trẻ chúng ta hãy rót những ly bia cùng cô dâu và chú rể hãy uống ly rượu dâu bôi. Và xin mong các anh chị bạn trẻ chúng ta hãy nâng ly với cô dâu và chú rể uống ly rượu dâu bôi trong ngày cưới. Bánh này vừa trắng lại vừa tròn, tinh cha nghệ thiết trọn đời bên nhau. Bye.
ơi. Bạn ra ngân hàng được bố nhận tấm xét.